Máy ở mạng xã hội tinh tế.vn à, đây là cái máy PC gaming của mình. Và hiện nay trong máy thì đang gắn cái nguồn InWin C900 Platinum à, đây là một cái bộ nguồn sử dụng cũng rất là ổn. Và do hiện nay mình đang có một cái dự án mới với bộ nguồn đó, thì mình kiếm cái bộ nguồn khác là bộ nguồn Deepcool này, DQ750MV2L. Thực ra thì mình cũng không rành lắm về bộ nguồn lắm đâu. Mình lên trên mạng và mình tìm là PSU Tier, thì họ đánh giá là cái nguồn Deepcool này là một trong những cái nguồn rất là ngon trong tầm giá. Thì mình mua cái này giá 2,5 triệu. Tuy nhiên thì thực sự là mình cũng không biết nó là nguồn ngon hay không. Lên trên mạng đọc review thì họ nói là nguồn Deepcool ngon. Một số trang review khác nói là nguồn Deepcool không ngon. Cho nên là cũng không biết làm sao mà nói nữa. Thực tế thì nguồn á, ngay cả là những thương hiệu lớn như là Corsair hay là NZXT, thì họ vẫn là không phải là sản xuất trực tiếp mà là họ OEM. Thì có những dòng rất là ok, cũng có những dòng rẻ tiền thì dùng trả ra gì. Và mình đọc nhiều nơi thì nói là ok, Deepcool cũng sản xuất được một số bộ nguồn ok đó, cho nên là mình đã mua bộ nguồn này. Ok, chúng ta mở hộp ra xem cái bộ nguồn Deepcool này nó như thế nào. Cái Deepcool này thì có hai màu, là một màu trắng hoặc là màu đen. Cái mình đã lựa là bộ màu đen. Tin như thế này, hai anh em mở ra cắp nguồn, nắp đậy bộ nguồn. Bộ nguồn thì được đựng trong cái túi vải không dệt, là cái túi đựng tất cả các cáp. Nhìn cũng hay đấy, có những zip tie hướng dẫn sử dụng. Rồi chúng ta bỏ mấy cái này qua một bên. Bộ nguồn là như thế này. Đây là nguồn modular hết nha anh em. Tức là những cái cáp nguồn nó anh em cần dùng cáp nào thì cắm cáp đó vô, chứ không có phải là ra một bó hết. Nguồn modular. Đây là bộ nguồn 750W và cái chuẩn nó là 80+ gold. 80+ gold. Ví dụ như bộ nguồn này 750W, hiệu năng của nó đạt được ở mức 88-90% của cái 750W đó. Thì mình nhân ra đâu các bạn, nó sẽ được đạt hiệu năng khoảng 690-700W ha. Thêm thông tin về nguồn nè. Nguồn này tất cả tụ là tụ Nhật Bản hết, 100%. 100% là tụ Nhật Bản. Hỗ trợ SLI Crossfire, tức thời gian time between failure là khoảng 120.000 giờ. Công suất thực là 150W, chuẩn 80+ gold. Và tất cả cáp là cáp màu đen, cáp flat. Mở cáp ra coi. Tất cả đều là cáp dẹp màu đen. Có cái điều mình thấy đáng tiếc là bó cáp dành cho men này nó không có được bọc lưới. Đây là mấy cọng cáp này, cọng cáp PCI Express gắn cáp màn hình, một sợi PCI Express, cáp CPU, cáp SATA. Xem các cái cọng của nó, có 1, 2, 3, 4 cổng SATA Molex ha, Vega GPU nè, 1, 2, 3, 4. Như vậy là các bạn có thể gắn được 4 cạc màn hình ha. Cổng mainboard bên đây, CPU bên đây, motherboard bên đây, mainboard bên đây. Ok, cơ bản cũng vậy, không nhiều thông tin lắm. Cái bộ nguồn này bảo hành 5 năm, 750W Deepcool. Có thêm thông tin gì không? À, ở trên hộp thì bảo hành 10 năm nha anh em, nhưng mà ở Việt Nam thì nhận phố bảo hành 5 năm thôi. Ok, bây giờ mình sẽ gắn cái nguồn vô nha. Việc thay nguồn hoặc là nâng cấp nguồn thì thật ra cũng rất là đơn giản, không có gì khó cả. Các bạn chỉ việc gỡ hết mấy cái chắc cắm ra, rồi tháo 4 con ốc sau lưng là có thể lôi được cái nguồn cũ ra rồi. Rồi sau đó chúng ta lại đi cáp lại cho cái nguồn mới rồi cắm vào thôi. Thì việc cái cấm cáp nguồn cho cái CPU thì họ đã có rồi. Cái cổng cáp cho CPU thì có tên là CPU ở trên, rồi cáp cho main thì có tên là cáp cho main ở trên. Mấy cái cổng cáp cho VGA hoặc là mấy cái cổng cáp cho SATA, cho ổ SATA của các bạn thì cũng có sẵn tên hết rồi. Các bạn chỉ việc cắm lại rồi đi dây cho nó gọn gàng thôi. Như lúc nãy mình có nói thì một trong những điểm mình thấy hơi tiếc chút xíu là cái cổng cáp nguồn cho main thì nó không có được bọc lưới. Đây là cáp dẹp thôi, chứ không có được bọc lưới như là cái cáp của cái bộ InWin đang dùng. Nhưng mà thì ra cũng không có quá quan trọng. Rồi gắn lại đi dây cho nó gọn gọn xíu rồi đậy cái nắp lại thôi là xong rồi. Rồi hoàn thiện thì như thế này. Cái bộ nguồn có màu sắc xanh xanh nhìn cũng hay hay ha. Mấy sợi cáp thì cũng rất là ổn. Các bạn thấy là cái cổng cáp cho Vega thì cái này là một cổng cáp rồi chia ra hai đầu 8 pin để cắm vô cho cái cạc của mình. Còn cáp cho main thì là không có lưới như mình nói đó. Giờ mở máy lên thử nha. Bộ nguồn là một trong những cái trang thiết bị rất là quan trọng khi các bạn làm máy tính. Nó đảm bảo cho cái nguồn điện cung cấp cho máy tính các bạn được ổn định. Ví dụ các bạn có một cái bộ nguồn tốt thì nó sẽ cung cấp cái điện cho CPU được rất là ổn định. Ví dụ các bạn chỉnh core volt là 1.3 đi, thì nó ra đúng 1.3, các bạn nó cũng cung cấp nguồn 12V cho cái CPU được đúng nữa. Thay vì là đem cái nguồn ra nó không có ổn thì sẽ gây
trôi sụt cái hệ thống, thậm chí là sập nguồn gì đó. Thì nếu có điều kiện các bạn cũng nhớ mua một cái bộ nguồn. Ok. Nhìn sơ, đây là cái máy mình đang chạy nè, Ryzen 5 overclock 4GB, đang chơi game và CPU nhiệt độ 63 độ thôi, rất là mát ha. Cảm ơn em, đây là mình đang chơi cái game Forza 4 ở trên màn hình 4K, cảm ơn ngoài. Và sử dụng cái bộ nguồn Deepcool DQ750W. Và mình là Mai, mạng sau tin tới với em, hẹn gặp lại em những video sau. Xin chào, bye bye anh em. 400 meters, turn left.